Xin chào các bạn đến với kênh Đức Nhân TV. Hôm nay mình lại quay lại vườn bưởi của nhà bác Thuật ở Hưng Yên. Bác Thuật cho em địa chỉ chính xác là ở đây là đâu ạ? Thôn Thanh Sầm, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Thôn Thanh Sầm. Xã Kim Động. Xã Đồng Thanh. huyện Kim Động. Huyện Kim Động. Vâng. Tỉnh Hưng Yên. Và Đức Nhân TV xuống đây rất nhiều nhưng mà rất hay quên, đường đi cũng quên, lại bị lạc hôm nay. Và cũng chả nhớ được xã đó, cho nên cứ lần nào cũng phải hỏi chủ nhà cho chính xác. Đấy, hai đứa phát âm đôi khi là cái từ địa phương nó hay bị dễ bị ngọng. Bác ơi, bà con thì xem kênh của em cũng một số xem, một số thì chưa xem. Vâng. Thì bác có vườn bưởi rất đẹp. Vâng. Là em cũng quay một số bà con xem rồi, có một số bà con chưa xem thì bác chia sẻ cho bà con kinh nghiệm của em trên kênh YouTube hôm nay cũng không ạ? Vì hôm nay thì về đây thì có cả em Sơn ở bên phần báo chí Đồng Sơn cũng là nay lần đầu tiên về đây. Vâng. Trước kia thì em hay đi mình với chỗ em Quyết. Vâng. Thì hôm nay Sơn cũng mới được, Sơn là bên công ty nhưng nay mới được về cái vườn bưởi mà. Vâng, mà bà vâng. Con đầu tiên đấy. Vâng, vâng. Đấy là bà con có thực thực tế không ạ? Vâng. Thì vâng. Sơn về cũng kể chứng kiến được cái thành quả của bác ấy. Vâng. Thì bác qua cái kinh nghiệm của bác và cũng để bác đúc kết từ các cái kinh nghiệm của bà con hay không? Hay có vâng. Kênh YouTube thì bác có thể chia sẻ cho bà con. Vâng, xin chào bà con. Vâng, thì xin phép cô là mọi khi thì cháu cũng đi toàn vùng miền trên toàn quốc. Vâng. Mọi khi cũng biết là đến cái vườn nhà mình rồi, nhưng hôm nay thực ra là ở đâu đấy cháu sẽ về thực địa. Vâng. Nên là thực tiếp là cái vườn nhà mình cây xem có đẹp không, cần chỉnh sửa cái gì hoặc là cần thiếu chất gì thì anh em cháu sẽ tư vấn cho cô làm sao để đẹp có chất lượng hơn nữa. Vâng. 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 Thế thì cô có thể là đưa cho anh em cháu đi thăm vườn một chút được không ạ? Đi theo cái đường đấy, đi theo cái đường đấy. Rồi. Tưởng quay sát vào cho cái lớp nhé. Sau ra sau này cũng sai đây này, phải chữ luôn nữa là sau này đấy. Rồi đây, đẹp có nghĩa là 7 cây năm ngoái là nó yếu nhá. Năm nay bác Đức đố như thế cây nào sẽ yếu. Thế thôi thật, chứ như này không phát hiện được ra đâu. Nếu rồi. Mà mình ở đây mình dùng thế bác chia sẻ cho bà con là bác đào cái rãnh nước để làm gì? Để thoát nước để cho ít nữa mùa hè ấy là nó có cái độ ẩm bốc hơi nên là nó không bị cháy quả mấy. Đấy. À đấy. Thế bác có lúc ra hoa bác có thụ phấn không? Đi nói chung có thụ phấn rồi là phun nấm khuẩn rồi là bò canxi rồi là clo 95 đấy. Cả Zirubin 68. Đấy coi như theo công thức của thầy luôn đấy ạ. Đấy. Vâng. Đúng. Có nghĩa là mấy năm nay là tôi cũng kinh nghiệm là cũng ấy đây này, nói chung là nhưng mà năm vừa rồi tôi xem là tôi dùng cái phân Chinix nên là quá hiệu quả đẹp luôn. Vâng. Luôn. Từ trước thì cứ tưởng ở trên Bắc Đức là ở đây không có phần loa chín năm nhưng mà đây cũng có. Thì họ thấy nhu cầu họ thì họ nhập về họ bán thôi. Vâng, rồi à. Đúng rồi, quả vâng. Đấy, tức là mình tự nhiên quảng cáo cho họ là họ bán được bao sản phẩm, họ chả biết ông Đức là ai. Vâng. Còn ông Sơn hay trong Đức thì đi xe nhiều rồi. Nói chung là đi quay các nhà vườn thì nói chung là nhiều người tôi cũng tìm hiểu và học hỏi thêm, nghiên cứu thêm một tí. Mình có kinh nghiệm rồi nhưng phải còn học hỏi nhiều cái nữa. Nhưng mà đấy. Nhưng mà cái câu chuyện của bác ngày xưa cách đây năm ngoái năm trước bác dùng cái sản phẩm phân bón này thì bác có sự cản trở của bác trai đúng không? Vâng đúng rồi. Thì bác kể lại cho bà con vì có những người chưa xem chưa nghe. Đầu tiên là có nghĩa là thụ phấn bưởi xong, thế là mới bảo con cháu là mày tìm hiểu cho bà cái kênh nào để xem là tìm hiểu để mình chăm sóc cho vào ngon ngọt. Dạ. Là con cháu nó mới bấm ra là cái kênh của bác Đức. Đấy là thực tế luôn, năm ngoái bắt đầu mới tìm hiểu đến đấy. Dạ. Còn mình không xem trước không xem gì đâu, mới nó bắt đầu năm ngoái. Dạ. Tìm hiểu một cái thế là bảo cho phân xí ninh Đông Sơn đẹp, thế là bắt đầu là bảo là lấy năm tạ luôn. Thế thì ông xã ông bảo là không cẩn thận bị lừa đấy. Dạ. Đấy là thực tế luôn đấy, năm ngoái đấy. Đúng rồi. Thế là đến lúc mà lấy về xong quá trình một tháng à, đẹp quá. Vâng. Nhưng mà năm nay còn đẹp hơn nữa, tại vì nó vâng. Qua quá trình mà năm ngoái rồi, năm nay nữa thì trông cây nó còn đẹp hơn, mà vâng. Khỏe hơn. Vâng. Nên là nó khỏe đều này. Năm ngoái còn 7 cây nó bị chọc hết sạch lá, chỉ còn vài cái cành ở dưới này. Nhưng mà năm nay không nhìn thấy cây nào bị chọc. Vâng, thực ra là cháu xin phép cô này, thực ra trên thị trường ấy cũng rất là nhiều dòng phân, nhiều hãng phân. Đúng rồi. Nên là thực ra bà con dùng cái gì bà con cũng nên thử nghiệm như thế. Đấy. Nhưng mà chú nói thế cũng rất là đúng. Vì mình trải qua quá nhiều rồi. Anh Đức ạ. Rồi. Phân gì, thuốc gì ta có cơ hội ta lên thử nghiệm không nhiều, tôi cũng tốt, nhiều thật. Ta đưa vào nhiều mấy vụ nhiều thật đấy, dùng nhiều đúng không ra mà cái điều là một cái vấn đề là mình ấy thôi chứ còn thực ra là bà con đôi khi cũng rất tin tưởng vào những cái kênh truyền thông đúng rồi. Ví dụ như không biết bác nào nhưng mà riêng chỗ này em cũng quay cái vườn bưởi của chỗ anh Ngọc cũng ở Hưng Yên này này. Dạ. Thì anh ấy qua Sơn điện cho anh Ngọc về cái phân bón Chinix này. Dạ. Thì anh Ngọc bảo thôi không cần phải nói. Đúng rồi. Nói vì đúng tôi rồi. Tin ông Đức tôi đã xem đúng tôi rồi, làm tôi dùng hiệu quả rồi. Rồi. Thì mới mời về để làm video hôm nay.
Bây giờ Sơn để hỏi để chia sẻ về phân bón nhá. Bác ấy không cần chia sẻ nữa. Vì bác ấy tin kênh của em. Để bác ấy mua, bác ấy dùng nó hiệu quả. Mình phải ham hiểu, như có người ta không hiểu. Không hiểu, người ta cứ bảo ui dồi. Đấy, người ta cứ bảo ui dồi thì ấy, nhưng mà mình đã chia sẻ người ta rồi, nhưng mà nhiều người ta vẫn chưa tin. Chuẩn chuẩn. Ở đây không tin nhưng chỗ khác tin. Họ không tin thì họ có một cái nội nào cũng lấy về thì cho được một tháng thì tôi cảm thấy là cái cây nó hiệu quả. Trên này nó rất là đẹp. Khỏe. Cực kỳ. Còn đến giờ phút này là thế là nhưng mà cuối năm cái chất lượng của quả nó thì khác biệt mọi năm thế nào chú? Nó đẹp hơn nhiều. Nó đẹp hơn mà nó sắc ngọt là nó hơn nhiều. Rồi thì bắt đầu còn mấy mã ăn xong riêng bán đấy. Thế là cái thành ở Đức Học ấy. Mà hiệu quả thì bây giờ là cây này khỏe. Cây lại mang quả nhiều sai đấy để đem chất lượng cho cái nhà lông thu nhập được thì cái công ty là nói chung là thôi trước hết là cảm ơn bố Đức xong rồi đến cảm ơn công ty thế là bây giờ là quá tin tưởng rồi chị ạ, quá tin tưởng rồi, cảm ơn chú rồi ạ. Đấy. Chia sẻ với các bạn trên kênh đang theo dõi phóng sự mình về nhà bác Thuật lần này chắc là lần thứ tư rồi thì phải. Năm ngoái mình về được mấy lần cái lúc thu hoạch 10 và trời thì bác Thuật là xem kênh của mình và mình có đưa một số cái video về cây về phân bón xịt Đông Sơn lên thì bác Thuật gái thì là lấy về nhưng mà bác trai là cũng chưa tin tưởng. Bởi vì cái chưa tin tưởng cũng là đúng thôi, cái tâm lý chung của các bà con thôi. Nhưng mà nếu cái tin tưởng mà không có bác Thuật mà quyết đoán để thử nghiệm thì sẽ mất cơ hội một sản phẩm tốt. Nếu chúng ta nấn ná thì chúng ta sẽ bị mất một cơ hội để chúng ta thành công. Nhưng nếu chúng ta cũng vội vàng mà mua một chỗ không uy tín bất kỳ một sản phẩm nào, đúng rồi, thì chúng ta sẽ mất tiền của và mất cả thời gian nữa. Chính vì vậy là qua cái kênh truyền thông mà thấy nó hiệu quả mà chúng ta áp dụng được thì nó sẽ mang lại cái thành quả nhanh hơn, nó bị giảm ngắn đi cái thời gian thất bại. Vâng. Đấy là như vậy. Cho nên nếu chúng ta mà cứ mày mò mà chúng ta càng không có lòng tin vào một cái gì thì chúng ta cứ đi mò và cứ đi như thế thì nó sẽ bị tốc độ chậm. Bây giờ mình phải tìm hiểu và hỏi hơn. Đấy như nãy chứ mình cứ bảo thủ thì nó thật không bao giờ sáng tạo ra. Đúng không? Mình cứ bảo thủ không bao giờ sáng tạo ra. Nhiều nhà bây giờ điện đến xong là học hỏi kinh nghiệm. Không buổi bán. Đúng rồi. Có các nước về đây nó biết. Dạ. Trong khi đấy nhiều bà con không bán được, không bán nổi bây giờ vẫn chất lượng nó không hiệu quả. Thế là đến lúc cái em đang nói chuyện là hai vợ chồng ở Đức Hợp đấy, kiểu con cháu nó cũng đăng lên mạng thế là để bán bưởi đấy. Vâng. Thế còn mấy thương hiệu trước, mấy cái người mà buôn trước ấy thì người ta giảm giá như này, người ta cũng ấy gọi lúc cái sau là hai vợ chồng ở Đức Hợp nó mua, nó bảo ôi bà ơi cháu chưa bao giờ cháu mua được bưởi ngon như của bà thế này. Vâng. Bảo thế đấy, cái này là tôi bảo thật, đây là tôi dùng phân Chinic Đông Sơn là vừa thêm chất lượng ngon ngọt. Đấy, nó vừa thêm chất lượng ngon. Để phỏng vấn luôn hai bác là ngoài cái phân bón xịt Đông Sơn ra thì bác cũng phải chia sẻ thật là bác vừa rồi bác nói là trong lúc ra hoa đậu quả bác có phun, có thụ phấn đúng không? Vâng. Để cho giữ quả và bác có tưới ẩm, năm nay mất nó nắng nhiều bác có tưới ẩm. Có chứ. Có. Rồi, đấy là vẫn làm y như của kênh của em đúng không? Đúng rồi. Ngoài ra thì bác có bón thêm phân gà cho cây không? Có ạ, mỗi một gốc cây một bao phân gà. Đấy là các bạn nhá, phải có cả phân gà này. Mà vôi thì em lại cho khác biệt mọi người. Em chờ hoa hung lá nung rụng xong có nghĩa là xong cái đấy mới chắc phô vôi. Diệt nấm luôn. Em diệt nấm luôn. Nhưng không cho cái lúc thực ra trong cái vôi nó rất quan trọng vì nó là canxi mà. Thì nó cần một lượng trung lượng nhưng mà dùng vôi nhiều nó diệt cả vi khuẩn có hại. Nhưng khi cái lá cây nó rụng xuống nó nhiều lấm thì mình đánh một lượt đấy nhưng sau đấy mình lại bổ sung các loại phân bón khác để cho nó phân hủy. Rất là tuyệt vời. Không cho như mọi năm cho là mình cứ cho ngay vào cái lúc. Còn NPK bác bón năm nay bổ sung chứ năm ngoái bác không bón. Năm ngoái không bón thì gì? Đúng rồi. Năm nay là bón được hai nạng phân đầu trâu này, mấy ba nạng nân. Đấy, thế thôi, mới cả một mặt cân ngô. Vẫn đẹp này. Mới có một cân ngô. Mới cả 2 cân rưỡi phân Silic Đông Sơn. Đấy là thực tế luôn đấy. Là cháu cảm ơn cô thì Silic thì cháu đã khuyến cáo bà con nhân toàn quốc rồi. Silic thì không thể thay thế các dòng phân khác được nhưng mà sẽ giảm đi từ 4 đến 50% dòng phân khác. Thực ra là cây của cô năm ngoái tại sao mà không cho phân khác mà cây vẫn khỏe, vẫn ngọt, vẫn ăn được vì khi Silic vào thì nó giúp cho cái độ pH đất nó tăng lên, nó ổn định lên thì giúp cho cái cây của mình nó ăn tối đa cái lượng phân bón dư thừa khác. Thì nó làm nó tồn giữ thì là nó mới giữ được quả nhưng mà năm nay thì cô chắc chắn là cô lại phải tiền thêm một chút nữa. Có. Đấy, nó phải như thế. Bởi vì nó sai là phải bổ sung thêm. Trong năm nay là phải bổ sung. Cứ để xem lượng quả, nếu mà nó to rồi là mình không nên cho nữa. Đúng rồi. Mình theo dõi cây của mình, nếu mà mình cho mà nó to quá không bán được. Nhưng mà nó cả nhỏ là phải bổ sung. Đấy, đây này bác Đức nhìn này, từ ở trên ngọn xuống thì đấy. Em quay cho bà con này, đây nhìn này. Bao nhiêu quả này, cây này thì cứ 200 quả là bình thường. Bà quay trong này sai lắm quả thì thôi luôn. Đấy. Quả rất đẹp mà cho nằm bên trong ấy, lá nó tốt không cho nằm bên trong này. Vâng, cho nói mấy cô là thế này. Chia quả rồi đấy. Những cái lớp lộc này ấy. Những cái lớp lộc này
tức là những lớp lộc bắt quả sang năm phụ tưới cho mình. Đấy, bao giờ lớp đấy cận mình phải nhìn nó. Vâng ạ. Vừa giữ quả này vừa bắt lộc sang năm. Vừa bắt lộc sang năm đấy. Chia quả bắt được ngày nọ cứ chung như đấy, đấy chia đều quả. Cây nào chia quả. Quả rất sai. Cây này cứ 100-200 quả là ăn chắc rồi. Rồi. Nếu mà năm nay nhá, cứ cây lượng như này nhá, bác Đức này 300 quả. Thì năm nay cây 200 quả rưỡi rồi đấy, không nói dối đâu. Vâng. Vì cái cây của mình nó to, nó tán rộng. Cây nào đều nhá và lạ bộ lá rất tốt. Đặc biệt là các bạn ý là cái danh nước này mình đã chia sẻ lần trước cũng như nhà mình cũng như đợt trước mình cũng chia sẻ đây rồi. Thì cái mùa hè nó sẽ là tưới tiêu nước ngày mưa các nhá. Và nó cung cấp độ ẩm cho cái ngày nắng không có mưa. Và mùa đông khi tháo hết nước rồi thì nó sẽ rất ráo đất và nó sẽ ngọt bưởi hơn. Nó khô hơn. Đúng rồi ạ, à, khi bón xin nước sơn thì dễ bao giờ cũng ăn nổi đấy ạ. Ăn nổi lên. Ăn nổi lên. Ăn nổi lên. Vâng. Bây giờ chỉ cần hơi gọt cái là thấy dễ. Mỗi gọt cái nó đi phun được sâu nó vất vả thôi. Cái nào bao nhiêu năm nay cái rãnh này. Thì lại nó vất hơn nhưng mà nó có kích, nó phải bàn được và khác. Nhưng mà có thể là bác sau này nhá. Bác hai luống này bác lấp cho em một rãnh ở giữa. Đấy em đang tính lấp một rãnh. Thì bác đi phun được và nước hai bên vẫn giữ ẩm cho vì đúng cái rãnh này là nó vẫn giữ ẩm cho cây này. Và cái rãnh kia nó giữ ẩm cây này, còn nếu bây giờ rãnh này nó bị thừa. Bác thấy chưa? Bác dùng hai cái này bác này. Hai rãnh này bác xẻ lấp bác ném vào giữa cho em, hai bên ném vào được. Đây có nghĩa là mình hai đúng một rãnh. Đúng rồi, đúng rồi. Ở giữa bỏ rãnh giữa trong của em ấy. Thì nó đi lại nó chăm sóc dễ hơn mà nó dễ ăn ra được nhiều hơn. Đấy, vâng, đấy. Đấy nó sau này về cái cây sức cây nó to nó ăn chỗ này. Nó ăn ra thì mình làm một rãnh này thôi. Cứ hai hàng bưởi một bỏ đều lại để một rãnh. Chứ không để nhiều nó đi lại khó hơn. Đây quá sai. Vâng, chú bảo là chứ có một cây yếu lắm đâu ạ. Cây này phải 300-400 quả là bình thường. Cháu cho xem thực tế là cái cây yếu nhất của chú đâu ạ. Em kẹp cái tay xuống nó không bị luôn. Kẹp thế nó không bị rồi. Đi nó vất vả khổ lắm đi các bạn. Để bác để bác lấp cho em một rãnh ở giữa đi. Vâng, vâng. Hai cái hai rãnh đào giữa xong rồi đào bên nấp vào hai bên nấp vào. Đi lại nó thuận hơn. Quả sai kinh khủng luôn các bạn. Đây em ta hưởng quay cho bà con xem này, sợ chưa? Đấy. Sai chiêu quả thế này thì phải nói là nhìn chung quanh này. Đấy, nửa quả sợ chưa? Quay cây ngược trên cho bà con xem chú góc kìa. Kìa. Đấy, bên đấy, thầy trái đấy em, nhìn sợ chưa? Đây bên này. Đấy, đấy, cây này phải vài trăm người nó bình thường. À đâu ạ? Năm ngoái đây này. Có nghĩa là chặt sạch sẽ luôn, không còn một cái gì cái còn mấy cái nào. Đây đúng không ạ? Đây là một cây yếu, năm ngoái đây đúng không ạ? Yếu nhất đấy. Đó. Thế cái này là trước có về đã quay video nào chưa? Quay rồi chứ. Quay rồi. Nhiều lần rồi chứ. Thế là bây giờ thực tế đây đúng không ạ? Đấy, quả từ trên ngọn xuống luôn. Quá nhiều lắm. Bây giờ nó đeo như thế đó. Vâng, rồi. Cái hay thì mình phải chia sẻ chứ. Ai nghe nào, ai nghe nào nghe. Rồi ạ. Thế lắm người thì bảo ui tôi nghe xem thấy cái kênh của bác Đức này ạ. Cái thân xin lịch sơn dùng đẹp quá thế là người ta không tất cả cái đấy. Có người trên Khói Châu ở trong phố đây lấy. À thế là quay lại lấy phần món. Là bác mang về đây cung cấp cho bà con luôn. Vâng đúng rồi. Cái bác cho cái số điện thoại đi ở dưới đây nhớ coi kênh đi. Vâng, số điện thoại là 034-218-7006. Em sơn cho số điện thoại của em để bà con có thể giao lưu trên kênh. Vâng. Thưa quý bà con thì đấy hôm nay em thì lại về Khói Châu cũng như là về Kim Động đây ạ, thì thăm thực tế những cái mô hình của các bác đang dùng phân bón Sinic Đông Sơn từ một năm năm nay ạ. Đấy thì những cây mà yếu kém nhất từ năm ngoái thì năm nay kết quả như nào, đúng rồi ạ. Vâng, thì là quý bà con trên toàn quốc ai có nhu cầu sử dụng phân bón Sinic Đông Sơn cũng như là mở đại lý vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 0981141999, em sẽ luôn tư vấn hỗ trợ tốt nhất cho mọi người ạ. Dạ cảm ơn ạ. Thì bà con cứ đi theo mình để xem thêm cái du lịch xem cái vườn bưởi của bác Thuật. Tất cả vườn có nghĩa là cây nào cũng đẹp. Đấy, các bạn nhìn cây này, cây nào cũng đẹp. Hưởng quay xuống cho cây các bạn xem. Này là bây giờ là còn là bưởi lá tre rồi đúng không? Quay. Này là nó đậu rồi. Quá tuyệt vời luôn. Rồi. Đây muốn xem đi núi này. Dạ vâng ạ. Nhìn cây này sợ chưa? Này, Hưởng ơi. Dạ. Ta quay cho bà con xem này, nhìn này. Từ trên ngọn gốc luôn. Thấy chưa này, quả này. Nhìn chưa các bạn này, đấy. Quá tuyệt vời luôn này, trên này. Từ trên ngọn gốc luôn. Cần là cần cái đấy nữa. Cái lò lá lọc hàng năm. Cái này thì cây này hàng năm thì có được. Quá sợ luôn. Tức là tất cả bác có bao nhiêu gốc? 80 gốc. 80 gốc bưởi diễn tất nhỉ? Vâng. Bưởi đỏ là vườn ngoài kia thôi đúng không? Vâng, bưởi đỏ. Bưởi đỏ là bưởi bưởi Tân Lạc nhỉ? Tân Lạc ra đây có sai không? Tân Lạc cũng sai bẹn luôn. À. Có nghĩa là hoa nữa, hoa thì ít nhưng mà cứ hoa đâu là sai đấy. Năm ngoái năm ngoái cái diễn này của bác bán được bao tiền một quả? Năm ngoái thì đầu tiên bán 20, công ty mua hộ mấy nghìn đấy, xong còn đâu là 17, 15, 16, 14. Thế này yên tâm rồi, yên tâm rồi. Nói chung là cứ thảm ngon ngọt chất. Là con bán là được hết. Đã bán được. Như vừa rồi trên kia anh ấy em quay ở trên trên vừa rồi trên Phú Thọ nhà anh. Đây là nhiều nhà đấy. Anh gì nhờ Sơn nhờ? Anh Tôn mà không có bưởi bán luôn. Đức nhìn cái cây này trông khỏe không? Khỏe, lá trông khỏe. Cây nào cũng khỏe. Quả giấu bằng trong hết rồi các bạn này. Quả rất sai này, quả giấu bằng trong hết các bạn nhé. Đấy quả này.
Mai kia nó chưa quả nó nằm trong hết, đi phải ngồi trong quay mới được. Quay để quả này. Ngồi dưới quay này rất nhiều quả. Đây. Nằm ở dưới hết này các bạn này. Đấy. Quả đây này, đấy. Lá tốt nó che mà. Đây nhìn này. Phun sâu cũng vất vả khổ, nó không vâng. Không như là ấy, nó phải nước được. Đây thì không sợ mùa mưa, con rãnh nước tiêu nước này không sợ mùa mưa. Vâng. Mưa quá. 80 gốc à? 80 gốc mà 8 80 gốc thì cái đồ vạn là cái chắc năm nay trên vạn rồi. 82. Vạn 2 cái. Vạn 2 năm ngoái năm nay có khi thay hơn. Vâng. Năm nay chắc chắn thay hơn. Năm nay là cái lượng quả này thay hơn. 82 là 16 200 quả, 216 đúng không ạ? Rồi. Vạn đồ vạn là cái chắc rồi. Vâng, đồ vạn thôi đừng biết. Nữa là quả này là sai hơn năm ngoái đây này. Sai hơn. Rồi, bằng sữa không? Em quay cho bà con. Đấy, nhìn sợ. Đấy. Chia rồi chứ có nước, nó ăn chung một nửa đấy. Chia đầy rồi đây này. Chia đấy, thì sao mà chung nó đeo nó sao. Mỡ quả cân trái đây, rồi. Đây. Đây. Đây ông còn đang thí nghiệm thử cái mà đặc điểm của này cái gì đấy để làm vi sinh. Không, làm quả để bán. À cái vỏ. Như ở đấy đống quần nhất đúng không? Đúng không? Đúng không? Chồng nhà nhất đấy, thế nào? Bác cứ cho vào bán thêm bớt đi, nó bán cho các bán cho các cụ đi lễ, các mọi người đi lễ trong hương các cụ có vật chùa chiền tốt, khai thác vào cái mảng tâm linh tốt mà. Vâng. Người ta sẽ đi làm lễ thì các nơi chùa chiền điện mới đồ đăng. À, xin chào các bạn, hôm nay lại có cả bạn Thế Anh bên kênh Đồng Nghiệp 24 giờ cũng đi đồng hành cùng mình từ sáng đến giờ. Xin chào quý vị và con. Rất là cảm ơn anh Đức Nhân, hôm nay tôi cũng được đồng hành cùng với anh Đức Nhân và cũng đã theo dõi kênh của anh Đức Nhân rất là lâu rồi. Và hôm nay thì anh có dịp đưa cho bà con quý vị khán giả đến tham quan cái trang trại của nhà cô Thuật đây. Vâng, bà con quý vị khán giả có thể nhìn thấy đây là hiện nay là cô có cái bí quyết đó là dùng cái phân silic Đông Sơn và từ lúc cô khen suốt đúng không ạ? Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Quá đẹp. Lá cây rất là đẹp và cháu cũng đi rất là khá là nhiều mô hình rồi nhưng mà ít khi mà có cái trang trại là quả bưởi từ gốc đến lá cây thì rất là mỡ này, lá rất là đẹp này. Đấy. Đây. Mà rất là dày lá đúng không ạ? Và quả rất là sai. Vâng. Phân tán quả đều. Vâng, quả chất đều. Đấy, cảm ơn em đi. Mình đi chẳng có bạn bạn kia bạn cứ làm nhạc cho mình. Thấy tiếng động nó làm nhạc đấy, làm nhạc đấy. Chung chung bây giờ là chia quả trái hết được. Đấy, đi đồng hành cho đây sẽ. Có như là cả 80 cây như 80 cây luôn đúng không ạ? Đúng rồi. Đúng rồi. Thật đấy. Cây nào cũng như cây nào. Quá đẳng cấp luôn. Cái nào cũng sai mà quả là đều ổn định hết rồi. Vẫn còn trên ngọn. Đấy, thế mới được câu được. Nói chung là mình. Đấy nhé, nhìn sợ. Quá tuyệt vời. Quả đều các bạn. Cái quả này thì tránh được sinh lý rồi, cái này thì quá đẹp rồi này. Dụng hết rồi đấy. Dụng sinh lý rồi, cái này rồi, là ổn định rồi. Này là dụng hết sinh lý rồi. Sinh lý rồi, rồi nó ăn được. Sau này là quả ăn được. Quá lớn lạch nào. Nó như trùng sung ấy. Như trùng sung luôn. Phải làm ở trong nhìn lên cơ, còn lá tốt này quay ở ngoài nó khó phát hiện lắm, em phải quay. Ngày trời thời tiết là hơi ẩm ướt cho nên là quay nó hơi tối hình. Vâng. Các bạn nhá, nhìn rất sai quả các bạn nhá. Đấy các bạn nhìn này. Đây, quay em quay trong này này và tận trong quay nó trong cái quay ra thì bà con nhìn thấy dễ hơn đấy, nhìn quay chậm thôi chẳng có là bị cái này ở đây thì đúng là trên 200 là đơn giản mà 200 quả thì đơn giản nhưng mà quan trọng là em nhìn thấy quả rất cân trái mà núm đấy vì này bé đúng không ạ? Đúng rồi, núm như này mà quả này núm nhỏ này đấy nữa là nó sẽ săn quả lại mà. Dạ. Núm nó nhỏ thì lúc vào mùa mưa thứ nhiều đẩy dinh dưỡng lên thì nó đẩy từ từ nó có thể 20 quả. Vâng. Các bạn vừa rồi theo dõi một đoạn phóng sự mình về vườn bưởi Bắc Thuật, lần này là lần thứ tư trong năm đầu năm nay là lần đầu tiên. Thì nó quả đầu còn năm ngoái mình về đây từ lúc đầu vụ cũng như lúc bác thu hoạch. Và thì bác trong các quá trình bác theo dõi kênh Đức Nhân TV của mình thì bác cũng chia sẻ được nhiều cái kinh nghiệm ở trên kênh của mình qua mấy cái video trước. Các bạn nào chưa xem thì cũng sẽ bác chia sẻ vừa rồi. Thì trong các kỹ thuật trồng bưởi thì bác cũng theo dõi cũng như bác bỏ ra cái công sức và trí tuệ bác làm. Và bác rất quyết đoán là một người con gái thôi nhưng mà bác rất quyết đoán, còn bác trai thì đôi khi cũng rụt rè nhiều điều bác khác dùng các sản phẩm mà mình Đức Nhân TV chia sẻ. Thì bác gái đã quyết đoán đưa năm tạ đầu tiên. Và trong khi bác trai là bảo là dễ bị lừa. Và nhưng mà bác vẫn quyết đoán và đưa về 2 năm nay thành công. Tức là cái sự tư duy thì ai cũng cần phải có tư duy và quyết đoán, cần quyết đoán. Nếu chúng ta đi nhầm thì chúng ta sẽ bị tổn hao cái tiền của mình. Chúng ta trộn một loại phân bón không hiệu quả chúng ta sẽ mất tiền, đôi khi cứ nghĩ rẻ tốt nhưng chưa chắc, bởi vì các cụ nói rồi đều có giá của nó cả. Thì bác Thuật đã đi đúng hướng và kết quả của bác thành công 2 năm nay thì bác
Năm nay bác lại quay lại dùng cái sản phẩm phân bón Sơn mà được Nhật Tiên Vy đã chia sẻ. Năm ngoái bác đã dùng cũng đã hiệu quả rồi, năm nay bác đưa vào. Và đặc biệt bác lại còn chia sẻ cho những người thân xung quanh gia đình cũng như người thân gia đình bác sản phẩm phân bón Sơn Đông Sơn. Đấy các bạn, đây là nó có câu chuyện thật, đây là bác trai là không tin. Không tin đó là sự thật. Bác Hạnh nhờ bác Hạnh nhá. Đến giờ phút này nói chung là quá tin tưởng rồi. Vâng ạ, cảm ơn chú. Phân Sơn Đông Sơn thì chúng tôi cũng khuyên cáo là mọi nhà nông nên dùng cái phân này cho cây nó khỏe, quả sai chất lượng cao. Cảm ơn chú. Thu nhập lớn cho người dân. Có nghĩa là bảo gầm nhá, mới biết là lượng như này. Vâng. Thì ngoài cái truyền thông các kỹ thuật mà Đức Nhân TV chia sẻ trên kênh của mình từ các kỹ thuật thì Đức Nhân cũng TV chia sẻ tất cả những kinh nghiệm của nhiều và nhà vườn và tất cả những các loại phân bón cũng như thuốc thực bảo vệ thực vật để làm sao nó hiệu quả nhất là nó mang lại cái được mùa và được giá cho bà con. Thì chúng ta càng có nên được các cái giao lưu này thì chúng ta càng có thông tin lẫn nhau, chúng ta học hỏi lẫn nhau để chúng ta chọn được sản phẩm tốt. Và ngoài ra chúng ta có thể bán được sản phẩm khi mà nông sản, khi mà cái quả của mình nó vào thời vụ chín. Ví dụ chúng ta có số điện thoại trên kênh của NTV thì các bạn có thể bán được cho một số người cần đang đi mua vì họ không biết mua ở đâu. Chính vì Đức Nhân TV có xin luôn số điện thoại của các công ty để mọi người liên lạc mua được sản phẩm phân bón tốt cũng như thuốc thực bảo vệ thực vật tốt. Và mình luôn xin số điện thoại của các nhà vườn để các nhà vườn có thể trao đổi kinh nghiệm với nhau cũng như là chúng ta bán được sản phẩm cho nhau, cây giống hoặc cây con giống hoặc là bán được cho những người cần kinh doanh. Các cái trung tâm thương mại họ cần có những nó giống bưởi hoặc quả bưởi của các quả cam quýt thì đều có thể mua được cho bà con. Đức Nhân TV muốn bắc cái cầu lối như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh TV. Số điện thoại của mình là 0973380995. Một lần nữa xin chào các bạn, gặp lại video sau. Cảm ơn các bạn. Chào, cảm ơn các bạn. Cảm ơn Thế Anh.